Chào tất cả mọi người nha. Một lô đất siêu đẹp nha cả nhà, siêu đẹp nha. Nằm trên trục đường D3 nha. Ai săn hàng ngộp thì vào đây nha. Nằm trên trục đường D3 này mọi người, đường 25m nha. Sau lưng của Trọng Thơ này cả nhà thấy là trường học. Trường học mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành. Chạy thẳng đây là chợ rồi ạ. Đấy, chợ rồi. Trước mặt chúng ta là quốc lộ 14. Đúng không ạ? Rồi, vị trí đất nằm ngay đây nha quý vị. Đó, nằm trên trục đường này. Trục đường D3. Ngày xưa thì những cái vị trí đất này vào cái thời điểm 2020-2021, đầu năm 2022 nha, thì những cái vị trí này là 2 tỷ, hơn 2 tỷ nha. Hơn 2 tỷ. Mà giá bây giờ chỉ có 1 tỷ 2 nha. 1 tỷ 2 thôi. Vị trí đất nằm trên trục đường D3, rộng 25m, đường thông suốt cả dự án. Liên hệ ngay cho Trọng Thơ nha. Ưu điểm của vị trí là gần 3 trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành này. Đối diện là khu công nghiệp BKMX nha. Đó, chúng ta thấy tòa nhà thẳng trục đường này sang là cổng chính của khu công nghiệp rồi ạ. Và nhà dân đã sống xung quanh. Xung quanh đây là quốc lộ 14 sát bên luôn nha cả nhà. Rồi, chợ đã có hiện hữu. Vị trí đất nằm trên trục đường 25m nha. Lòng đường 15m và vỉa hè mỗi bên là 5m nha. Rồi, cực đẹp nha. Cả nhà liên hệ ngay cho Trọng Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.